Chào tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất ngày hôm nay. Và hôm nay thì em lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ dì ghẻ bạo hành em bé Vân Nam 8 tuổi đã qua đời. Đây là một cái sự việc mà hết sức xót thương và khiến cả hàng hơn 90 triệu dân đã đồng loạt phải lên tiếng để bảo vệ cho em cũng như để đòi lại công bằng, và sẽ có một mức án phù hợp cho cái cặp tình nhân đó, cho cái mụ dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang này cũng như là ông Thái đó. Sẽ có một trong những cái thông tin mới ha, và hôm nay tiếp tục là những cái thông tin mới nhất. Thì theo cập nhật của cái luật sư với anh Thơm thì đã lên đường trên một hành trình để bảo vệ công lý. Và đây là những hình ảnh mà cho quý vị xem này đó, hình ảnh như vậy ha. Đó, đây là anh ấy đang trên đường ra sân bay để có thể là bay vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình miễn phí đó. Đây là một trong những cái tin rất là vui cho gia đình khi mà anh đã chính thức lên đường để bảo vệ công lý, và một cái thông tin rằng là sẽ có kết quả trong ngày mai. Bởi vì là hiện tại thì rất nhiều những cái thông tin cho rằng là con Trang này đang bị tâm thần đó, hòng chạy tội quý vị ạ. Có nghĩa là có thông tin cho rằng là họ về quê để xin cái giấy xác nhận của phường là trước đó đã bị bệnh tâm thần đó, nên là nhưng mà bên phường thì họ lại không đồng ý được cái sự việc này, cũng như là Bộ Công an đã chính thức lên tiếng rằng là không có chuyện là cái con Trang này bị tâm thần, cũng như là những thông tin đó thì chưa chính xác, và công an vẫn đang tiếp tục điều tra về cái thông tin này. Và có một cái thông tin nữa là có rất nhiều khán giả nói rằng tại sao Bộ Công an họ lại không công khai đoạn clip cái camera, trong cái thông tin trong camera đó để cho tất cả mọi người xem. Thì mình tin chắc rằng là Bộ Công an họ sẽ không bao giờ công bố đoạn clip đó đâu. Bởi vì khi chúng ta chỉ cần đọc lại những cái câu chuyện, đọc lại những mảnh giấy mà của em Vân An ghi lại thôi là chúng ta đã phải rớt nước mắt rồi. Và nếu như chúng ta có thể xem được đoạn clip đó thì mình nghĩ rằng là vô cùng độc ác, tàn độc đó. Suốt cái quá trình mà đánh em Vân An mình nghĩ là sẽ không ai có thể dám xem hết. Với lại khi mà cho tất cả mọi người xem thì nó sẽ thành cái tiền lệ xấu, cũng như là nó sẽ ám ảnh. Mình nghĩ là sẽ không xem ha. Mình nghĩ là ở đó thì họ sẽ tập trung vào cái việc điều tra. Và mình nghĩ rằng là em Vân An này sống khôn và chết thiêng. Em đã, tuy em đã ra đi, nhưng chắc chắn rằng là sẽ không thể nào để cho cái cặp này là sẽ có thể là che đậy cái tội lỗi của mình đó. Nên là tất cả quý vị khán giả mà mọi người mà muốn góp ý cho em hay là có những cái thông tin gì đó, có thể liên hệ trực tiếp với em số điện thoại ha. Em sẽ để số điện thoại ở trên màn hình để cho tất cả mọi người có thể là liên hệ để có thể là sẽ trao đổi, và em sẽ có thể là trao đổi những cái thông tin mà quý vị khán giả cung cấp cho em đó. Và hôm nay thì cũng có rất nhiều người đã lên tiếng và nói rằng là cảm ơn luật sư đã đứng ra đòi lại công bằng cho con, và chúc luật sư sức khỏe, mong pháp luật trừng trị những kẻ độc ác kia. Một cái vụ án mà hàng hơn 90 triệu dân đồng loạt ủng hộ, không có phe phái gì ở đây, và không, chắc chắn rằng sẽ không có ai bênh vực cái con Quỳnh Trang này cả. Bởi vì một cái sự việc hết sức là tàn độc khi ra tay bạo hành một đứa gọi là con nuôi, gọi là con chồng đó, dì ghẻ con chồng. Và cũng có một số người cũng có để lại những cái bình luận là hy vọng luật sư sẽ bảo vệ công lý, đừng vì một chút tiền mà làm mờ lý trí, đánh đổi thanh danh của bản thân đó. Và chúc luật sư cùng tất cả mọi người trên thế giới đang theo dõi vụ án giết người này hy vọng cái kết thật sự có hậu. Và chắc chắn rằng hiện tại ai cũng mong muốn rằng cái kết sẽ có một cái mức án cao nhất cho cái cặp đôi này. Và thực sự là nếu mà để nói đây, có những cái thông tin rằng là vụ bé VA mà bị hành hạ đến chết khiến cộng đồng dư luận đến nay vẫn vô cùng phẫn nộ về hành vi táng tận lương tâm của những người sống cùng cháu bé. Tình tiết nặng là với người cha là đê hèn. Cho đến thời điểm hiện tại thì cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung tội giết người đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Kim Trung Thái bố đẻ vì che giấu tội phạm và hành hạ người khác. Và cái thông tin hiện nay còn cho rằng là chính người bố đẻ của mình, và còn cũng như là yêu cầu lúc được tại ngoại đó là các sư thầy là không làm lễ cầu siêu cho bé Vân An nữa, mà bảo là dừng lại. Quý vị thấy có độc ác không? Mà mình không hiểu là tại sao một người cha lại có cái tính chất đê hèn như vậy đó. Và chia sẻ trên báo chí thì luật sư Ngọc Nữ vẫn không khỏi xúc động, và bà cho biết là những ngày qua bà vẫn đang miệt mài đọc từng trang tài liệu và rà soát
từng chi tiết dù là nhỏ nhất của vụ án để làm những gì tốt nhất có thể cho bé gái 8 tuổi. Đó. Và theo luật sư, vết thương trên trán của bé VA khâu đã lành, còn vết thương ở vai bị đánh bằng roi mây mưng mủng. Như vậy là vết thương đã cũ, có nghĩa là người cha phải biết con gái mình bị đánh. Và theo dõi cái vụ án này, chúng ta cũng đã biết rằng là chắc chắn rằng cái ông Nguyễn Kim Trung Thái này, đó, chắc chắn rằng sẽ biết là con mình bị bạo hành, nhưng tại sao lại không lên tiếng để bảo vệ con mình mà còn đồng lõa với con Trang để bạo hành. Và chắc chắn rằng con Trang này nó không phải bị tâm thần đâu quý vị, nó không phải bị tâm thần, và họ chỉ muốn rằng là dùng cái biện pháp này để có thể giảm nhẹ tội. Cũng như tất cả mọi người cũng đã biết là bố của con Trang thì làm ở tòa án, còn mẹ thì cũng làm giảng viên hay là giáo viên mầm non gì đó. Đó. Và ngày mai thì mình sẽ trực tiếp lên mình quay cho mọi người xem là phỏng vấn người dân ở xung quanh nhà đó, xem họ suy nghĩ gì nha mọi người. Đó. Và tình tiết tăng nặng đối với người cha là đê hèn, vì sau khi ly hôn thì người cha là người giám hộ mà để con mình bị hành hạ đến tử vong. Về ý thức thì chủ quan, người cha phải biết con gái bị đánh, và người cha phải đồng ý thì người nữ kia mới dám đánh con gái. Đó. Thì nếu như mà ông Thái không đồng ý thì làm gì có vụ con Trang nó lại đánh như vậy. Và có một cái tình tiết nữa là đánh trói chân tay và đánh vào những cái vùng nguy hiểm và đánh vào cái vùng gọi là không thể nào tả được rồi quý vị. Thực sự có thể là như vậy, con người quá độc ác luôn. Đó, đánh khắp người, đánh gãy xương sườn, đánh vào vùng kín, tím hết vùng kín luôn. Và cái sự việc ở đây mọi người đang quan tâm là có khi nào em VA này lại bị hãm hiếp không? Đúng không? Bị xâm hại không? Có thể chứ. Có thể nên là họ mới đánh đập vào đó để hòng chối tội. Và đặc biệt một cái tình tiết hết sức quan trọng mà bây giờ không, vẫn chưa thể nào sáng tỏ được. Có nghĩa là bây giờ họ đã phi tang. Khi mà em đã qua đời xong họ đã đem đi hỏa táng liền. Đó, họ cầu, họ có thể là bàn bạc với nhau để đưa thi thể của em đi hỏa táng liền, để nhằm là xóa tội, xóa dấu vết. Nhưng cũng phải nói rằng là em VA này đã rất linh thiêng, để có thể nói rằng là xóa camera nhưng vẫn chưa xóa hết được. Công an họ vẫn khôi phục được dữ liệu. Đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ quay được hết quá trình đánh đập man rợ của cặp đôi này. Đó. Và trước đó thì trong quá trình điều tra, công an TP.HCM xác định là khi sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, thì Trang đã nhiều lần đánh đập cháu bằng tay, cây roi. Và đáng nói là Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập hành hạ em VA, thậm chí là có lần trong lúc Trang hành hạ cháu VA thì Thái cũng có chửi mắng và đánh theo, cũng như là hùa để đánh một con nhỏ. Có những cái mảnh giấy mà nó ghi lại, nó bảo đau lắm, nó có làm gì đâu mà lại, con có làm gì đâu mà lại đánh con, rồi muốn về bên mẹ, rồi dì Trang này thế kia, quý vị thấy không? Thực sự là rất là xót xa. Và nếu như chúng ta mà được xem cái đoạn camera đó thì sẽ không ai có thể kịp cầm lòng nổi đâu. Đó, nữ luật sư cũng từng thắt lòng tâm sự là tôi rất đau xót khi nghe kết quả khám nghiệm pháp y thi thể bé VA. Bác sĩ nói với tôi, trời ơi, da bé mưng mủ nhiều lắm, mà để tới mức như vậy thì bé bị hành hạ từ rất lâu rồi mà không được chữa trị. Để vết thương lâu như thế, người bố chắc chắn phải biết, nhưng anh ta cố tình che giấu là có tội rồi. Anh ta còn nói dối ngoạn mục rằng con gái ngã cầu thang, nhưng tôi đã qua chung cư đó để xem, và làm gì có cầu thang nào ở gần nhà bé té ngã được. Và ngày thường bé cũng đâu có việc gì cần mà phải chạy ra thang thoát hiểm, mấy chục tầng lầu cũng không ai rảnh mà đi bộ. Tôi quá tức giận vì ông bố dối trá đủ đường, cố xóa dấu vết bạo hành bé nhỏ. Bởi thế nên tôi sẽ thu thập đủ bằng chứng để khởi tố anh ta. Đó, cũng là rất nhiều luật sư hiện tại đang cùng hỗ trợ với gia đình để bảo vệ gia đình em VA, cũng như là sẽ lấy lại công bằng cho em, bởi vì em quá oan ức, đúng không? Bây giờ em ấy chắc chắn là sẽ không thể nào mà siêu thoát được. Linh hồn vẫn còn ở đó, vẫn còn ở tòa chung cư đó, bởi vì là đang bị bạo hành, bị oan ức. Nếu như không có camera ghi lại thì có thể rằng là sẽ không ai biết là cái cặp này, cặp tình nhân bầu bịch này, mèo mỡ này, đúng không, đã hành hạ em trong thời gian quá dài, và đặc biệt là 4 tiếng trước khi qua đời đã đập gãy mấy sợi xương sườn, đúng không, tụ máu não rồi bầm tím hết mông đít, đánh vào vùng kín. Nếu mà không có camera ghi lại thì làm sao biết được. Đó. Và được biết thì nhiều ngày liền theo đuổi vụ việc của bé VA, có nhiều nữ luật sư có khi không dám ăn uống vì quá ám ảnh với những vết thương trên cơ thể của bé VA. Mặc dù trong cuộc đời làm nghề, bà đã gặp rất nhiều
vụ trẻ bị ngược đãi, nhưng nghĩ đến cảnh bé VA 8 tuổi chết trong đau đớn, nát thịt da và tổn thương suốt trong thời gian dài, bà vẫn không khỏi bàng hoàng, và có lẽ chính vì vậy bà lại có thêm động lực hơn bao giờ hết quyết đòi lại công lý cho cô bé đó. Và không phải riêng là chỉ có một đoàn luật sư với anh Thơm, mà còn có rất nhiều đoàn luật sư khác cũng đang cùng nhau, luật sư Ngọc Nữ nữa đó, để cùng hỗ trợ tìm những cái bằng chứng để có thể là kết tội. Và đặc biệt là hôm nay thì luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã lên đường rồi quý vị ạ, đã lên đường để bay vào thành phố Hồ Chí Minh để sẽ cùng với gia đình sẽ lo những cái thủ tục và để không để những cái cặp đôi này ở ngoài vòng pháp luật và sẽ khỏi loại khỏi cái cuộc sống này. Và đối với nhiều người nói rằng là họ đã hành hạ quá đau lớn em VA, khi mà một người là được đáng được thương, được nuông chiều, còn nhỏ đầu óc còn chưa biết một cái gì cả mà đi hành hạ bé như vậy thì chắc chắn là phải có gì uẩn khúc ở trong đó. Và mình tin rằng sự việc sẽ được sáng tỏ, chứ không đơn giản chỉ là bạo hành không đâu. Và mình tin rằng khi con Quỳnh Trang này nó chói em VA lại, đánh đập vào tay, bắt học rồi ngất lên ngất xuống, bắt uống nước, nói chung là một cái màn tra tấn giống thời Trung Cổ mà cũng không thể ai có thể tưởng tượng được rằng là tại sao họ làm được như vậy. Nên mình tin rằng sự việc sẽ được đưa ra ánh sáng, bởi vì có rất nhiều những luật sư đã hỗ trợ miễn phí cho gia đình, và mình tin rằng sẽ có một mức án cao nhất cho cả gia đình của họ, một lũ đồng lõa, khi cả bên nội của ông Thái này cũng không có lên tiếng gì cả, không có khóc lóc xót thương gì về người cháu của mình. Đó, có thể là họ đã đồng lõa để có thể là đã có một cái sự chuẩn bị trước để hãm hại em bé VA, khi mà họ cố tình xóa dấu vết, không để cho cơ quan chức năng họ tìm thấy, và đặc biệt là còn nói dối rằng là bé VA qua đời không phải là do bị bạo hành mà là do bị sặc nước rồi các kiểu, đúng không? Đó, đây là mình mong rằng là mọi người sẽ theo dõi vụ án này và nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi những cái nội dung mới nhất. Và em sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới về em bé VA cho tất cả quý vị khán giả trong và ngoài nước được theo dõi.